Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Xem Tử Vi của 12 con giáp được phát sóng định kỳ trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ quý vị nhé. Theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 2 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu là đối thủ của mình để bước lên bậc vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao người phải ganh ghét, đố kỵ nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản mộc mạc nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác. Kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công nhất trong năm 2022, đó là điều hoàn toàn không nên. Và qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch sẽ phần nào giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải thì quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông để có thể nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này đối với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Hợi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này cục diện bán tam hợp tác động nên gia chủ tuổi Hợi sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Hợi không có gì đáng phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới nhiều bạn. Người tuổi Hợi nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai cũng nên chú ý vấn đề này. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ, tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Hợi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới, mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của bạn.
Các cặp đôi có sự chuyển biến khá lớn trong các mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân để chuẩn bị về chung một mái nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Sự nghiệp cơ bản ổn định, tuy bản mệnh không gặp nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như với con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng đầu năm 2022, người tuổi Hợi sinh năm 1983 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc phải sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ nên chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, luyện tập đúng giờ, sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi làm việc hợp lý và luôn giữ tâm thế lạc quan tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi tháng này cần phải lưu tâm, để ý. Đành rằng ở tuổi này dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi của mình, giữ tâm trạng luôn vui vẻ và sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều bạn nhé. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 2 năm 2022,
tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch. Qua phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi, thì qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình quý vị nhé. Xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.